trọng cũng lâu rồi. 2016 thì giờ là 4 năm. Cái chương trình của mình thì cái bài là học như vậy, học như vậy khách sạn. Thì nó là một trong những ý chính của bài bác như vậy khách sạn. Nên là tôi dạy cái bài này thì cho đi bố mà ha, đi bố của Liên Thông với lại đi chức quy luôn ha. Thì chương trình sẽ giống nhau đó. Thì bài này thì nó gồm ba cái chính ha. Ở đây là mình học chương trình riêng của học cổ truyền. Thành ra là cái không cập nhật cái chương trình mới đó. Nhưng mà mình chỉ học từng bài riêng thôi. Không biết là mình có cái bài ngày thú vị hay là bài xuất huyết tiêu hóa không? Có xuất huyết tiêu hóa. Có không? Ngày thú vị có không? Xuất huyết tiêu hóa bên nội. Không, không có xuất huyết tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa bên nội. Cái bệnh học buổi học của chị là tới 4 khoa rồi. Tổng quát chấn thương thần kinh tín hiệu. Bên nội nhớ nhầm. Số bài học tổng quát tổng quát nữa. Ở kia là một cái ngoại bệnh lý 1, bệnh lý 1 thì cần tổng quát với phần ngực. Anh kia là nó nhiều hơn, nên thì trong phạm vi của mình thì nó ít thôi. Nghe là tôi cũng nhắc sơ qua một số những cái biến chứng mình biết. Cái này thì mình học để mình nắm được cái số cái khái niệm thôi. Chứ còn chuyên ngành của mình chắc chắn là mình sẽ học tổng tới cái này rồi. Đi học cổ truyền thì ra trường thì đâu có liên quan gì tới mổ xẻ gì đâu. Chỉ là biết bệnh thôi. Nhiều như giờ mình học cái liên quan tới ngoại này. Bây giờ mình biết những cái bệnh lý ngoại khoa như thế nào. Cái hướng người ta, cách người ta chẩn đoán, cách xử trí như thế nào không. Chứ còn điều trị và liên quan tới phẫu thuật thì tự nhiên là mình không có đụng tới. Bây giờ thì đa phần là mình làm cái gì? Ở đây là có lớp nào hết rồi không? Học lớp này là mình chắc là phải làm hết rồi chứ. Dạ. Thì công việc trước đây của mình làm là cái gì? Cấp cứu. Tức là học lớp này á, là trước đó là mình học lớp gì? Y sĩ học cổ truyền. Y sĩ đúng không? Y sĩ chung. Y sĩ. Từ y sĩ đó thì có thể là học lên tùy người. Tùy người thầy ơi. Tùy người. Hình như là tôi nhớ là có cái lớp nào mà học y sĩ xong rồi lên là học đi học cổ truyền hoặc là học bên cái B gì đó phải không? Nó tùy lơ tùy người thầy ơi, tùy người định hướng. Còn tụi em thì định hướng của mình là được định hướng mấy ngành? Có một rồi. Là tùy người thì không phải ai cũng vậy nên là khám thì nghĩa là mình được đúng không? Mình được đúng không? Không, tụi em đi chuyên ngành từ chị khác tùy người. Em là đi giáo khoa thì đó của chị đi học cũng chuyện nhau. Tức là mình học y sĩ xong giờ mình nắm bạn nghệ thì tôi dạy cũng nhanh hơn cho chị nắm một số những cái biến chứng, những cái bệnh liên quan tới ngoại khoa nên mình biết khái niệm là cái gì thôi. Và những cái mục tiêu này thôi mình gửi qua đây nha. Mình dùng mục tiêu này là của cái chương trình đi bố ha. Không có nhiều lắm nha. Xem lại cái giải phẫu như vậy không? Như vậy thì bên đây học của chị mình gọi là cái gì? Không có tên này. Y học cổ truyền đâu có gọi vậy đâu. Thầy vị ở đây là gì? Nó chỉ mất tưởng tượng. Nó đâu có tên Nga thì được. Mấy là năm thứ mấy rồi? Năm thứ hai. Năm thứ hai là có học chuyên ngành chưa? Học hồi y sĩ rồi chị. Đâu có tên Nga. Vị nè, vị nè. Phải không? Bên từ của y học của chị nha. Mình gọi từ chuyên ngành của phương Tây tiếng Việt mình bình thường thì gọi là dạ dày. Chức năng tương tự thôi, đâu có tên thì không có phiên ngang được thầy. Mà bao tử. Nó không có phiên ngang gì chức năng. Không có phiên ngang thầy, chỉ chức năng tương tự bao dạ dày. Chứ không có tên riêng đó hả? Dạ không.
Đó là hình tượng cho dễ nhớ thôi. Không có vậy. Như vậy bây giờ cái này cũng học không? Học chứ thầy. Có học mấy từ ngữ bên này không? Dạ có. Đó rồi. Cái thì dạy dạy thì có một số cái mặt phía ngoài á, tức là như là bề ngoài ha, là gồm có những phần là gì? Tâm vị, thân vị, cái chiếu lên cái nút này lên được. À, bệnh vị phải bằng trên cùng hết, đúng không? Tâm. Còn ngày thì bình thường lúc nào nó cũng phải có sao, có khí đó. 50 cc. Bệnh vị như này nè, có hơi đây, khoảng 30-50 ml khí. Rồi thân vị, rồi hen vị, môn vị và hổ môn vị. Nha. Thì qua môn vị này thì mình sẽ tới là thành thái tràng. Rồi có hai mà cong là mặt cong nhỏ và cong bự lớn. Nha. Mặt trước và mặt sau, đúng không? Còn phía trên thì nó liên tục với lại khoảng qua lỗ thân vị. Nha. Rồi phía dưới thì liên tục với lại thái tràng thông qua lỗ môn vị. Nha. Dạ. Thì hai bờ cong này thì tương ứng nó sẽ có gì? Có mạch máu, đúng không? Và có mạch nối. Dụ như bờ cong nhỏ thì mình có là cái gì? Mạch nó nhỏ. Cong lớn thì mình có là cái gì? Mạch nó lớn. Rồi tương ứng là hai cái bờ cong vị bé và bờ cong vị lớn. Phía sau cái dạ dày có gì? Phía sau cái dạ dày là gì? Biết không? Phía sau cái dạ dày? Mặt trước, mặt sau dạ dày rồi đúng không? Nhưng mà phía sau cái dạ dày là gì? Tụy, phía lát phía tụy. Phía sau cái dạ dày là tụy. Phía sau cái dạ dày là tụy. Đó, rồi lát. Lát cho nó trên đầu tâm vị. Nào, bên trái, đây này. Trên cái tâm vị. Phía bờ cong lớn dạ dày. Đó. Thì cái đuôi tụy nó sẽ liên tục với cái phần rốt lách ở đây. Phía sau dạ dày là tụy. Thì cái mặt sau dạ dày này nó có cái khoang ảo gọi cái từ gọi là hậu cung mạc nối. Có nghe cái từ đó bao giờ chưa? Là hậu cung mạc nối. Đó. Mặt sau dạ dày đó lại mạc nối nhỏ lớn thì nó có cái khoang ảo, tức là bình thường là cái khoang đó là nó kín, khi nào mà có dịch có khí gì đó xuống đầu nó khoang, gọi là hậu cung mạc nối. Cái này thì hơi liên quan đến chức năng. Đây là cái phân bố về cái mạch máu dạ dày, thì thấy đây hai cái phòng mạch chính này. Còn mạch mà không bị bé mà phòng mạch mà không bị lớn nha. Thì cái phần mạch máu của dạ dày nó rất là phong phú. Thì đó khi mình mổ các dạ dày nhiều khi cắt tới 3/4 dạ dày luôn, dạ dày nó vẫn còn sống bình thường chứ không thì mình tự các dạ dày nó có nhiều cái mạch máu không nói vô đó nha. Rồi đặc biệt ở đây mình thấy là ở phía sau của cái hành tá tràng này, cái này nè nha, thì nó có cái động mạch tá tụy, động mạch tá tụy. Rồi phía sau của cái phần thân vị dạ dày nha, thì nó có cái động mạch lách đi phía sau. Thì có một số trường hợp á, khi mà bị lát dạ dày á, lát dạ dày sơ chai lâu ngày và khi nó ăn mòn vô mạch máu, dính vô mạch máu luôn, đặc biệt là cái động mạch lách đi sát phía sau và động mạch bị tá tràng đi phía sau của vùng thành tá tràng. Đó thì có một số trường hợp những khi là bị biến chứng và xuất huyết tiêu hóa. Nếu mà nó xuất huyết tiêu hóa mà từ những cái ổ lết xa những mạch máu này á, thì khi nó là những cái mạch máu nhỏ thôi, thì cái mức độ chảy máu nó không dữ dội lắm, thì thường mình có thể là clip hoặc là chích cầm máu được. Nhưng mà lại những khi mà nó xuất huyết tiêu hóa từ những mạch máu lớn này là khi mình cầm máu và nội soi cũng được, thường cầm máu thất bại. Mà những trường hợp này là thường là mình sẽ có chỉ định mổ. Bạch huyết nên thì phần này cũng không cần thiết lắm, kinh chi phối. Rồi
nói sơ qua về cái bệnh loét nha, loét thì dày cả tràng, thì tần suất bệnh nó thì có khuynh hướng thỉnh giảm, nhưng mà người ta nghiên cứu thấy rằng nó thì biến chứng của bệnh nó thì không thay đổi, chẳng hạn như là biến chứng liên quan tới xuất huyết tiêu hóa, biến chứng liên quan tới thùng nó vẫn còn, nhưng mà thì có biến chứng hẹp của vị thì nó có giảm, biến chứng hẹp của vị trước đây đó là cách đây khoảng 20 năm thì thường đó là trong bệnh viện đó là hay gặp cái trường hợp là bệnh nhân bị hẹp của vị do loét, là do là điều trị nó không có thuốc xuất hiện nhiều chỗ tốt. Bây giờ thì rất là nhiều cái loại thuốc rồi, đặc biệt là những loại thuốc chế bơm rồi tâm đó, thì ra là điều trị thì nó tránh được cái biến chứng hẹp rồi. Tuy nhiên đó thì cái những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa rồi thủng thì nó thấy nó không thay đổi. Anh chị đi bệnh viện, chị đi bên khoa nội tiêu hóa làm thấy xuất huyết tiêu hóa gặp một ngày gì hoặc là biến chứng thủng vậy, thủng thì không phải là gặp một ngày mà nó lại theo mùa. Trong sách chị có cái bài mà dịch tễ học, có phần liên quan dịch tễ học, thường thường nghiên cứu thấy là mình hay thủng vào mùa lạnh, tháng trời lạnh đó thì cái tần suất nó cao và những tháng đó nhiệt độ lên nó vẫn vậy, không thay đổi. Không biết lý do sao mình hay cái biến chứng đó thì nó vẫn còn. Thì có thể là khi có một số trường hợp tức là bệnh nhân có bệnh nhưng mình không có triệu chứng, hoặc là chỉ khi có bệnh nhưng mà người ta cũng quen điều trị tốt, ra là nó xảy ra những biến chứng đó. Rồi. Nguyên nhân của bệnh đó thì chủ yếu là mình quan tâm tới hai nhóm, một đó là Helicobacter pylori, nghe đó là thuốc aspirin thanh xét, thì chẳng đó dựa vào cái gì, dựa vào sao, thì triệu chứng gợi ý là bệnh nhân là thấy đau vùng thượng vị, nhưng mà để chẩn đoán xác định được thì phải cho soi thực quản thì dày tràng, nghe ở đây là mình thấy 10-20% các trường hợp là xuất hiện các triệu chứng mà không có triệu chứng báo trước nha, nghĩa là có bệnh loét âm thầm không có triệu chứng gì hết nhưng mà đột ngột cái tự nhiên cái triệu chứng tiếp một, hoặc là bị biến chứng xuất huyết tiêu hóa rồi sau đó nhập viện luôn nha. Đây là một số cái xét nghiệm để mà mình tìm cái sự hiện diện của theory. Những cái này thì không biết là lớp có biết cái này chưa? Chưa. Những cái test mà xâm lấn hoặc là những test mà không xâm lấn, mình để anh xem có sự hiện diện của Helicobacter pylori không? Mình có biết không? Chưa. Dù nào giờ có nghe cái làm cái blood test bây giờ chưa? Có. Blood test nha, thì cái đó là thuộc vô cái nhóm gọi là xâm lấn invasive nha. Nhóm đây cái tên đó là ravage urease nha. Hay gọi là làm blood test. Khi mình nội soi dày á, mình thấy có tinh bột viêm hoặc là loét, người ta nói sẽ bấm chiếc màu, người ta nói thử vô cái bộ kit có sẵn á, người ta nói sẽ có kết quả cho mình khoảng chừng 30 phút thôi. Rồi cái nhóm thứ hai là test không xâm lấn, nên invasive là không xâm lấn thì có thể là làm cái thanh học, có thể là làm test ure qua hơi thở, hoặc là có thể là tìm kháng nguyên trong phân. Thì trong ba cái test này thì có cái test đó là ure qua hơi thở là mình hay thực hiện. Trong những trường hợp mà mình điều trị theo phác đồ gì tế, tức là trước đó thì mình xét nghiệm đó là dương tính, rồi sau đó mình điều trị gì tế, rồi mình kiểm tra lại xem là có tiền trừ được tê chưa, thì thay vì mình nói so lại, thay vì nói so lại thì nó sốc lắm, nó gây khó chịu. Bây giờ ta không cần nói so lại, ta chỉ sử dụng cái dụng cụ để cho mình đang thỏi vô đó rồi mình sẽ cho kết quả là âm tính hay dương tính, rồi test ure qua hơi thở. Ở đây biết là có ai có trải nghiệm đó chưa? Ai bị và từng điều trị chưa? Ai có thì cho thử cái cảm nhận cái làm cái test này một tháng sao? Tôi thì không biết đó. Không có
cái điều trị thì mình không biết được. Thầy phải cảm nhận chứ. Hai cái này thì cần thiết lắm không? Phân loại lét thì khi mà nó tới lét thì dày mình biết là nó có thể lét ở một số vị trí, cái này là ở góc phía và con nhỏ cái dày dày hoặc đó là ở phía và con nhỏ cái dày dày và kèm theo cái ổ lét ở vùng hình tá tràng hoặc là ở vùng hen vị hoặc đó là ở phía mà con nhỏ cái dày dày nhưng mà nó gần với lại vùng tâm vị như vậy vậy nha, hoặc là còn một tiếp nữa là tiếp năm nha, tức là liên quan đến vấn đề là lét mà do dùng thuốc thì nó có thể xảy ra bất cứ vị trí nào như vậy vậy nha. Và nếu như mà ổ lét mà nó xảy ra ở những vị trí nào thì nó có thể phân loại nó thuộc là lét tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3 hay là tiếp 4. Cái lét này liên quan đến những cái tiếp này nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà mình lựa chọn cái phương pháp mổ trong cái phẫu thuật mà điều trị triệt để bệnh lý lét như vậy nó dạng thì ta sẽ lựa chọn nó phẫu thuật tùy theo cái thể lét ra là ví như là mình có quan tâm tới vấn đề phẫu thuật á mình sẽ nắm rõ hơn về cái phần phân loại này còn không thì mình cũng không cần phải nắm kỹ lắm nha. Thật sự thì cái điều trị cái bệnh lý ngoại điều trị ngoại khoa mà cái bệnh lét này nè thì bây giờ là cũng giảm rất là hạn chế tại vì bây giờ là có rất là nhiều cái loại thuốc để mình lựa chọn và hiệu quả của cái chuyện mình điều trị bằng thuốc nó còn tốt hơn là so với phẫu thuật ra là bây giờ phẫu thuật để mà điều trị bệnh lét thì gần như mình ta không sử dụng trước đây thì chưa có thuốc tốt thì ta còn có nhiều cái phương pháp phẫu thuật nhưng mà khi mà thuốc đã điều trị tốt rồi thì mình đa phần cái trường hợp đó là mình điều trị ngoại khoa cái bệnh lý lét còn mình điều trị ngoại khoa thì mình điều trị các biến chứng một số cái trường hợp lét đặc biệt thì mình cũng nên nhớ cái từ ngữ này cái này như là ta gọi là lét Lét Cooling tức là lét ở những bệnh nhân bị bỏng. Những bệnh nhân mà bị bỏng nhập viện có thể là gặp cái biến chứng là lét dạ dày. Thì lét dạ dày trên cái nhóm bệnh nhân này thì ta gọi là lét Cooling. Và thứ hai là ở những bệnh nhân là chấn thương sọ não. Nhân chấn thương sọ não thì có thể bị biến chứng lét ở đây gọi là lét stress. Thì cái nhóm này thì gọi là lét Cushing thì nó có những tên gọi đặc biệt như vậy đó. Thì giống như mình thi trắc nghiệm, ví dụ như ta hỏi là lét Cooling là sao hay là lét Cushing là sao thì xảy ra trên bệnh nhân nào thì mình có 4 cái ABCD để mình nhớ mình chọn thôi thì cái này cũng không quan trọng lắm mình chỉ nhớ được cái tên gọi trên những bệnh nhân nào thôi còn về vấn đề điều trị thì nó như nhau. Rồi cái thứ hai là gọi là kissing, kissing tức là sao? Kiss tức là hôn nhau, đúng không? Tức là hai người phải nói chuyện với nhau, phải hôn nhau đúng không? Kissing, ra là trong trường hợp mà có hai ổ lét, hai ổ lét ở mặt trước và ổ lét ở mặt sau của hình tá tràng, thì người ta gọi nó là lét kissing, kissing duodenal ulcer, cái trường hợp lét kissing này thì nó có cái nguy hiểm là gì? Là mình có thể gặp cái trường hợp đó là nó đồng thời xảy ra cả hai cái chứng luôn. Thì hai cái biến chứng chính ở đây á, một đó là thủng, hai là xuất huyết tiêu hóa. Nghe là nếu mà nó xảy ra đồng thời cả hai biến chứng này á, thì chứ mà mình nhận định mình không chính xác á thì có khi mình sẽ bỏ sót. Giống như giờ người bệnh nhân bị thủng, thủng thì bệnh nhân sẽ đau bụng nhiều, có hội chứng viêm phúc mạc, thì mình thăm khám mình thấy rõ được điều đó. Nhưng mà có thể là bệnh nhân có kèm theo cái xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa kèm theo ở cái ổ lết không sao nếu như mà mình không có kiểm soát tốt, sau khi mình mổ rồi,
nhịn nhau bằng tích cực chảy máu, và khi là mình lại can thiệp lại nha. Đó là tình huống thứ nhất. Tình huống thứ hai là gì? Khi là bệnh nhân đó là có cái triệu chứng đó là xuất huyết tiêu hóa nó bọt quá đi, ói ra máu nhiều hoặc là đi cầu ra phân đen hoặc là phân máu đỏ luôn nha. Thì lúc này mình tập trung vô vấn đề là mình cầm máu là xuất huyết tiêu hóa, rồi mình quên đi vấn đề là bệnh nhân có cái chứng hụt. Thì lúc này mình để chậm giải trong cái việc mà điều trị cái viêm phúc mạc cũng không được nha. Đó là nếu như bệnh nhân mình rơi cho cái thể này á thì cái chuyện chẳng đó không phải là chuyện dễ nha. Do đó nếu như mà mình có kinh nghiệm mình nhận định á nha, dù như bệnh nhân mà bị xuất huyết tiêu hóa rồi đó thì mình cũng phải nhớ mình kháng cái bụng của người ta nha, sờ cái bụng coi có đề kháng không nha. Nên là vấn đề mà mình hỏi người ta có đau bụng hay là có gì không, chứ mình lo mình tập trung vô vấn đề nội soi cầm máu rồi nữa không mình không có kháng bụng nên điều đó mình sẽ bỏ sót. Rồi cái thể thứ ba đó là gọi là gian ứng sờ. Gian ứng sờ tức là cái gì? Là những cái ổ loét khổng lồ nha, và kích thước ổ loét đó là trên 2 cm nha. Và mình lưu ý là những trường hợp mổ loét to mình sẽ có nguy cơ là bị ung thư nha. Và do đó là trường hợp mà nội soi thấy những cổ rất to thì bao giờ là mình cũng phải sinh thiết hết sức thực hiện nha. À, để mình loại trừ trường hợp là cái chuyện chúng ta nó là cái cổ ung thư nha. Các loại thuốc này thì chắc là mấy chị biết rồi đúng không? Dùng những loại thuốc mà điều trị mà lý gì vậy đó nha. Đó, mình có được học cái này không? Nghe nói cái này chưa? Có. Giống như là thuốc gì? Antacid. Kháng acid. Kháng acid. Ức chế. Rồi kháng thụ thể thứ hai nè. Kháng thụ thể hết thầy. Rồi ức chế bơm proton nè. Đúng không? Dạ. Đó, thì mỗi nhóm như là mình có Vilanta nè, hay là Halox nè. Hoặc là Cimetidine, Ranitidine rồi đó. Cái tên này thì quen thuộc nè. Hoặc là nhóm ức chế bơm proton thì mình có gì? Omerazole, Esorazole, Pantorazole. Thấy cái đuôi mà có chữ Prazole là mình biết nên đó là một nhóm ức chế bơm proton nha. Rồi những loại thuốc mà bảo vệ niêm mạc không dạ dày nha, Bisfus. Còn đây là cái phác đồ diện B. Đồ này mình cũng biết chưa? Nha. Điều trị nhiễm Helicobacter pylori thì nó có cái phác đồ nha. Thì thời gian điều trị của nó là khoảng 14 ngày nha. Đây là 14 ngày. Có thể là dùng phác đồ 3 thuốc hoặc là dùng phác đồ 4 thuốc nha. Và mình đó thì thường ở đây mình hay dùng cái loại phác đồ 4 thuốc nha. Vì phác đồ 3 thuốc mình tỷ lệ kháng thuốc cao, nên ra là bốn giờ phi nó không có thì trừ được cái con T, nên đó thường mình dùng phác đồ này. Metronidazole, Tetracycline này, PTA này, kèm theo đó là cái giới Pitbus là nhớ bảo vệ như thế này nha. Thì thời gian điều trị là 14 ngày học. Còn đây là điều trị ngoại khoa nha, mình cũng nói sơ qua thôi, mình biết là người bệnh sử thôi chứ không cần học cái này. Đó. Đó là theo thời gian mà mình thấy là nó có nhiều cái phương pháp, nhiều phương pháp để điều trị. Chẳng hạn như là những ca ban đầu thì nghĩ 20 thì ta suy nghĩ các phương pháp là gì? Nó bị chèn, nó bị chèn tạo cái đường thông từ dạ dày xuống thủng tràng nha, như là để cho cái lượng dịch vị tiết ra đổ xuống ruột để làm giảm bớt cái tình trạng loét mà do acid. Rồi sau đó ta nghĩ tới phương pháp là gì? Các bán hoàng dạ dày, các bán hoàng dạ dày thì các dạ dày đi thì sẽ lấy đi những tế bào mà bài tiết acid nha, nó cũng làm giảm được. Rồi hoặc là thấy phương pháp các dạ dày đó thì nó sắp lớn quá nha, thì ta nghĩ ra cái phương pháp là gì? Các dạ dày kinh số 10
hoặc là các dây kinh số 10. Cái dây kinh số 10 á, tại vì á là cái bài tiết axit dạ dày á, thì nó có liên quan tới hoạt động của dây kinh số 10 nha. Thì cái này là do nhà nghiên cứu về sinh lý lý bệnh đã thấy được cơ chế ha. Thành ra là các cổ động viên người ta phải tiến hành các dây kinh số 10 ha. Nhưng mà các dây kinh số 10 thì nó mong muốn là nó sẽ làm giảm cái sự bài tiết axit nha. Rồi tuy nhiên thì khi mà các dây kinh số 10 vậy thì nó gây ra cái dạng đó là liền cái dạ dày buồn vô vị nó mở ra ra là bệnh nhân ăn uống rất là khó khăn nha. Ra là ta mới nghĩ ra phương pháp là gì, các dây kinh số 10 càng phải tạo thành vô vị luôn nha, tức là mình cho cái lỗ vô vị nó rộng ra nha, mình sẽ dọn nó thâu nghiêng lại cho nó rộng ra nha. Hoặc là các dây kinh số 10 mà kèm theo các luôn vùng hang vị luôn, thì vùng hang vị là cái vùng mà nó liên quan đến vấn đề bài tiết axit ha. Ra là vừa các dây kinh số 10 vừa cả dạ dày luôn để làm giảm tối thiểu ha cái sự bài tiết axit. Rồi sau đó thì người ta nghĩ ra cái phương pháp khác là tốt hơn, tức là các dây kinh số 10 chọn lọc luôn ha. Tức là thay vì các dây kinh số 10 ngay gốc thì nó ảnh hưởng tất những cái vấn đề khác à, gây ra vấn đề liền dạ dày chẳng hạn, thì bắt buộc phải cắt hang vị hoặc là phải tạo một hang vị nha. Thì giờ đó là ta chỉ cắt chọn lọc thôi, cắt chọn lọc thôi, tức là vô những cái nhánh nào mà chi phó tới vấn đề bài tiết axit thôi, còn phần còn lại vẫn giữ nguyên cái chức năng nha. À, thì mình thấy là thì theo thời gian thì người ta nghĩ ra được cái phương pháp để mà điều trị. Đây là điều trị ngoại khoa bệnh lết. Tức là nên chị thấy là từ năm 1900 mấy thôi ha, mà cái gần nhất là 1957. Chứ các bạn thấy thời điểm đó thì những thuốc để mà điều trị thì nó chưa có được phổ biến ha. Và những cái loại thuốc này đặc biệt là nhóm PTI á, là nó chỉ chiều từ khoảng năm 1990 trở về sau ha. Mình bắt đầu thấy nghiên cứu ra nhiều cái nhóm thuốc nhiều thế hệ khác nhau, nên ra từ đó là cái việc điều trị cái bệnh lý lết dạ dày nó hiệu quả hơn và giảm đi những cái phương pháp phẫu thuật này. Thì biến chứng đây thì mình nhớ có ba biến chứng ha. Một là biến chứng xuất huyết tiêu hóa, hai là biến chứng phổi dạ dày hoặc là phổi thành thất tràng. Và thứ ba là biến chứng hẹp hung quệ. Biến chứng hậu chắc chắn phải mổ nên hậu nó phải mổ. Còn xuất huyết tiêu hóa thì mình sao? Xuất huyết tiêu hóa thì mình sẽ có những cái lựa chọn gì? Điều trị nội. Có thể là mình mở soi để mình cầm máu. Những cái phương pháp cầm máu chẳng hạn như là chích cầm máu, chích adrenaline có mặt mà hoặc là người ta dụng cụ, người ta cần dùng cái dụng cụ cái là kẹp chứ người ta gọi là clip để mà cầm máu, hoặc là người ta dùng phi điện đốt điện để cầm máu. Ví dụ khi nào mà mình điều trị bằng thủ thuật thì đó là điều trị bằng thủ thuật đấy, nếu mà điều trị bằng thủ thuật phải thì có thể là gì điều trị bằng thủ thuật ha. Khi điều trị bằng thủ thuật thất bại thì chúng ta cũng phải điều trị liên quan tới ngoại khoa nha, đó là phẫu thuật. Rồi chúng nghe là biến chứng thủng nha, thủng thì gần như là chắc chắn là phải điều trị ngoại khoa nha. Thì tuy nhiên cũng có chỉ định là mình điều trị bảo tồn ha. Mình muốn điều trị bảo tồn mình cũng phải là có được những cái tiêu chuẩn đó, chẳng hạn như là trong trường hợp một bít thì mình có thể thôi, chứ còn đa phần trường hợp mình có giải quyết một phẫu thuật thôi. Cái biến chứng thứ ba đó là hẹp vùng vị, thì hẹp vùng vị ở đây á như phải có đúng không? Thì nó có hai cái giai đoạn đó, hai giai đoạn trong giai đoạn cấp tính. Có hiện tượng viêm phù nề thì có thể là giai đoạn khoan. Nếu như mình chuyển qua cái giai đoạn là hẹp mạng tính, gọi là hẹp phục vị mạng tính,
lúc này mình điều trị nội khoa là nó có cái hiệu quả thì chỉ có giải quyết phần phẫu thuật thôi. Rồi chi phí sinh hóa tiền thâu thì cái này cũng lớn luôn nha. Cái này chúng bạn cũng có không? Không có, không có. Tôi nói một vài ý này. Ví dụ như giờ người ta nói xuất huyết thì quán trên, xuất huyết thì quán dưới, mình có nắm được chuyện này không? Có. Xuất huyết thì quán trên tức là những trường hợp là thương tổn từ thực quản cho đến gốc rác nha. Còn xuất huyết thì quán dưới là từ dưới gốc rác cho đến hậu môn nha. Rồi nguyên nhân mình nắm một số những cái nguyên nhân của xuất huyết thì quán hạn như là gì? Xuất huyết tiêu hóa cho lát là nguyên nhân thường gặp nhất, chiếm tỷ lệ là khoảng 38%. Lát thì dày đã trẻ. Rồi cái đó là có thể là do viêm dạ dày hoặc là một nguyên nhân khác cũng khá thường gặp đó là giãn vỡ mạch thực quản. Các bạn có biết không? Những trường hợp mà bệnh nhân bị sơ gan biến chứng tái âm tính của thành cửa thì đó là giãn thực quản. Có thể gặp biến chứng rất là vỡ vỡ và trong trường hợp là xuất huyết tiêu hóa là do những trường hợp vỡ và thực quản thì thường rất là bệnh máu rất là nhanh, rất là ồ ạt và khả năng tử vong rất là cao. Và trên cái nào là bệnh nhân bị sơ gan, sơ gan nó nặng rồi thêm cái xuất huyết tiêu hóa. Mallory West. Mallory West tức là gì biết không? Nghe từ này chơi từ này chắc có thể chưa nghe. Nghe rồi. Mallory West. Mallory West tức là trong trường hợp mà mình no quá nhiều quá, có thể làm tăng gáp lực và nó gây tăng đột ngột và nó gây những cái vết rách ở chỗ đó giữa thực quản và dạ dày. Rồi ung thư dạ dày, rồi viêm loét thực quản. Dialyphoid tức là những cái bất thường về những mạch máu, dị dạng mạch máu ở dạ dày. Dị chứng này cũng dễ biết ha. Bệnh nhân có thể là nôn ra máu hoặc có thể là đi cầu không đen. Nhưng mà còn có những trường hợp mà chảy máu nhiều ha, từ những mạch máu lớn thì có thể là bệnh nhân đi cầu ra mạch máu luôn, nên là máu đỏ sạch. Cái lâm sàng ha, thì cái phương tiện chính để mình thực hiện đó là nội soi ha, nội soi thực quản dạ dày thực tràng. Thì chẳng đoán một việc ở đây tức là mình chẳng đoán một việc với nguyên nhân ha. Thì nguyên nhân là bị xuất huyết tiêu hóa thì mình đã biết rồi, thì có một cái mà mình chẳng đoán một việc với lại cái phải là nôn ra máu không, hay là ho ra máu. Đó, thì cái chính là mình phân biệt cái đó. Thì sau khi mình đã xác định được rằng bệnh nhân này là nôn ra máu rồi, như là xuất huyết tiêu hóa, thì lúc này mình sẽ ngay đó phân biệt tập trung vào cái chuyện là phân biệt nguyên nhân. Nguyên nhân có thể là do loét, do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản hay là do thương dạ dày. Rồi có cái từ ngữ ở đây đó là chảy máu đường mật. Chảy máu đường mật, thầy muốn nghe cái từ này không? Đã chưa. Chảy máu đường mật này là nó liên quan đến ngoại khoa. Đường mật bình thường thì sao? Đường mật bình thường không có máu. Giãn mật. Đúng không? Chứa mật. Đường mật bình thường thì tới dịch mật ở trong đó. Cho vàng cho. Thì có những trường hợp nào mà bị chảy máu đường mật? Chảy máu đường mật. Bị gì? Do. Sỏi đường mật. Sỏi đường mật. Do sỏi đường mật thì nó không gây giải mát đường mật. Mà cái chính đây là liên quan đến vấn đề phẫu thuật. Liên quan đến vấn đề phẫu thuật. Trong quá trình mà mình lấy sỏi, tức là bệnh nhân bị sỏi đường mật đấy, mình mở, mở một chỗ ra mình lấy sỏi. Trong cái quá trình thao tác thì mình lấy sỏi. Những cái miếng sọ chặt quá cái phần kéo ra thì cái thông thường cái thằng hoặc là dùng cái dụng cụ, cái quá trình lấy sọ thường ta phải dùng cái dụng cụ rồi cái kèm răng đan để mà
đưa vào trong đường mật, lấy những cái trường hợp sỏi trong gan. Thì có khi cái thao tác của mình thì mình lấy mù mà đưa dụng cụ vô, thì có khi mình làm tổn thương những cái cấu trúc đường mật và gây biến chứng là chảy máu đường mật. Và là những trường hợp chảy máu do ung thư, nghĩa là không có bệnh lý gì hết, không có liên quan đến ung thư, mình liên quan tới bệnh lý này gặp do ung thư. Bạn đó cũng cần hút máu thì được không? Cái hành lý của em điện về thì cũng không cần thiết. Phân loại này, phân loại này thì đó khi mà ta nói tới xuất huyết tiêu hóa là do lấy từ dạ dày thì nó đâu có phô thì ta nói tới phân loại Forex tiếp phân loại Forex là gì dựa vào đúng rồi cái phần này sai đó cho mà người ta phân loại. Nghe nắm này rồi đúng không? Một E, một B, hai E, hai B, hai C, một là mình nhớ cái gì? Đấy sạch E, một tức là đen nhiễm máu, nội soi vết lết, E là nhiễm máu thì đây, và ba là không thấy không nhiễm máu. Tùy theo mức độ thì mình sẽ chia ra thành một E, một B, hai E, hai B, hai C. Dạ. Đó, đây là một số cái hình ảnh. Cục E này, cục E tức là máu đang chảy, cung thần tiêu, từ từ đây là những cái chảy máu từ động mạch, máu từ động mạch với cung thần tiêu, hai E tức là chảy máu gần đây, chảy máu gần đây, hai B như vậy, hai C đó là chảy máu gần đây, có cục máu đông, còn một B, cái một B là đang chảy máu. Mình đang chảy máu, mình chảy máu từng dòng thôi. Thì dạ. Chảy máu từng dòng thôi, chứ nó không có phun thần tia giống như là của mình là một em. Rồi Forex 3, Forex 3 tức là đáy chấm chấm sạch. Dù như mà mình bình thường mình đi nội soi thấy cái ổ lát á, ổ lát mình mà không có biến chứng chảy máu gì hết, thì thường là người ta sẽ kết luận cho mình đó là Forex 3. Forex 3 mình cũng nên biết cái chuyện này. Ví dụ như sau này mình làm cái chuyên ngành của mình, rồi bệnh nhân người ta cầm cái phiếu nội soi, nội soi là kết luận là lét vùng hang vị cái gì đó, Forex 2, Forex 3 gì đó, mình không biết được nó làm sao nha. Forex 3 tức là hiện giờ là không có chảy máu gì hết, và đáy thì nó sạch, không có dấu hiệu chảy máu gần đây. Rồi đây là vấn đề điều trị xuất huyết tiêu hóa ha. Rét cái gì mà rét thì có cái rét cái gì à, có thể là điều trị thuốc à, có thể điều trị bằng nội soi những cái là chỉnh cầm máu đốt điện hoặc là dùng cái mô tô tiếp hoặc là có thể mình kết hợp thì cái tỷ lệ điều trị thành công rất là cao từ 85% bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa thì cái mình điều trị đầu tiên tức là mình điều trị bằng tổ hợp trước. Và đa phần các trường hợp mình có thể điều trị thành công được. Dưới đây thì cái tỷ lệ mà mổ bị xuất huyết tiêu hóa thì nó nhiều, nhiều hơn so với bây giờ. Lý do là lúc đó là cái kỹ năng nội soi của mình nó chưa được tốt. Còn bây giờ thì bác sĩ nội soi nó làm nhiều lắm. Bệnh viện nào cũng có khoa nội soi, rồi bác sĩ chúng ta được học cũng bài bản hơn, rồi tay chân thì cũng khéo léo hơn. Thực ra là cái khả năng mà người ta cầm máu được qua nội soi nó cao, vậy mà giảm cái tỷ lệ là mình phải mổ thì có thể xuất huyết tiêu hóa nha. Nếu gọi đều thì hạt đều đây là những cái kỹ thuật làm thôi nên cầm máu qua nội soi phối hợp thì khi nào thì mình tính tới vấn đề phối hợp. À, thì còn lại là khoảng 5-10% là bệnh nhân mà mình phải can thiệp bằng ngoại khoa, tức là điều trị bằng phẫu thuật phải nha, để chỉ định trong trường hợp nào. Thì đây là có một số những cái chỉ định chẳng hạn như là thất bại đối với điều trị nội soi, tức là do mình chảy máu rồi mình tiến hành nội soi, mình chích cầm máu, mình lít cầm máu phải chính là mình sẽ bỏ nha, hoặc là do mình truyền máu rồi nha, mà huyết động thì vẫn không ổn định
thì ngoài một cái áp không có lên ha, dù mình chìm mình từ 4 đến 6 đơn vị rồi mình thấy còn tụt cái áp, có nghĩa là cái gì, chạy máu từ chạy mạch máu tương đối là lớn ha, tương đối lớn thành ra là cái lượng máu rất là nhanh, mà nếu như mà mình điều trị qua lòng sau thì có khi cũng không thành công ha. Như đó là có một cái ý chỉ định là huyết động không ổn định, mặc dù đã hồi sức truyền máu tích cực. Thì tuy nhiên á thì thông thường là mình cũng không có dựa đơn thuần vào cái chỉ định này nha, thường thường đó là mình cũng phải nội soi nha, mình phải nội soi chứ mình coi xung đột làm sao nha, có chích được hay không, hay là mình chảy máu ồ ạt quá đó, thường thường mình phải kết hợp vậy đó chứ không nào mình chỉ dựa vào đơn thuần một cái mà mình đem đi chỉ định mổ rồi. Hoặc là cái gì sau khi mình chích nội soi rồi tạm thời thì lúc đó nó cầm máu được đấy, nhưng mà sau đó thì chảy máu tái phát lại, do những chảy máu tái phát lại thì cũng là một trong những cái chỉ định để mình can thiệp ngoại khoa. Rồi chảy máu từ những cái động mạch lớn nha, nãy mình có nói rồi, tức là gần với một số vị trí thì sẽ có những cái động mạch lớn cũng như là động mạch vị tá tràng, động mạch vị trái hay là động mạch lách. Thì nếu mà chảy máu từ những động mạch này thì chỉ có phẫu thuật thôi, chứ còn cầm máu làm sao là như là không được. Thì để xác định được thì sao thì cũng phải dựa vào, thường thì dựa vào nội soi nha, nội soi vô thấy máu ngập tràn trong dạ dày á, máu phúng kìa, thường cái đó là bác sĩ nội soi thôi cũng dám tặng nha, thường nó sẽ kết thúc sớm và mời ngoại qua hội chẩn và can thiệp ngoại khoa liền nha. Hoặc là chảy máu kèm theo cột, chảy máu kèm theo cột thì trong cái trường hợp mà chích xin cũng sơ hả, tức là mặt của câu nét thì nó chảy máu, còn cái vị trí còn lại thì nó bị chích cột. Những trường hợp này thì bắt buộc là mình phải can thiệp phẫu thuật, chứ không cần phải mất thời gian mà mình dây dưa mình chích cầm máu hay là mình đứt cầm máu mà nội soi làm gì chứ. Mình xác định được rõ rồi thì mình vô mình mổ. Mổ đây mình sẽ giải quyết hai cái cùng lúc, một đó là mình sẽ khâu cầm máu, hai là mình sẽ khâu cái phẫu thuật lại nha. Đây là những cái chỉ định, dù như nếu mà cái bài này mà có trong cái chương trình học á thì cái phần này mình phải nắm kỹ. Rồi cái câu hỏi thì nên tập trung vô chỗ này. Còn những cái kia là liên quan tới nội khoa rồi, nội khoa là mình học bên bệnh mật nội nha, ngoại khoa mình sẽ biết được chuyện này. Khi nào thì sẽ biết sơ qua là sẽ có chuyện họ. Còn đây là cái kỹ thuật để mình cầm máu nha. Thì đơn giản là mình cố gắng do mổ làm sao mình cầm máu được thôi. Mục tiêu chính của mình khi mình mổ làm sao mình cầm máu được. Thứ hai là cái phẫu thuật giảm tiết axit á thì có thể thực hiện thôi, chứ không phải là mình do mình tập trung vô vấn đề là mình mổ. Mổ là giảm tiết axit là cái gì? Các dài các hang quệ đó, các viên kim số 10 đó, hồi nãy có cái slide mà giới thiệu với chị về những cái kỹ thuật mổ từ xưa nha, đó là gọi là phẫu thuật giảm tiết axit nha. Thì cái này thì mình cũng không có quá tập trung vào chuyện này nha, mục tiêu chính của mình là làm sao cầm máu được và cứu sống được nha. Còn cái chuyện kia thì mình để sang nha, thông thường mình điều trị thuốc thôi chứ mình không có cố gắng các dài là làm gì. Rồi và sau đó là mình phải điều trị cái quen nha. Cái phương pháp đây là cái gì? Khâu cầm máu một rét đó thì sao? Chỉ định trong trường hợp nào? Là trong trường hợp là bệnh nhân quá yếu, không chịu được cái phẫu thuật lớn và những cái ổ rét cấp tính. Thế tức là những ổ rét cấp tính thì mình còn có thể khâu được. Có những trường hợp mà ổ rét sơ chai luôn thì lúc này mình không khâu được. Mỗi khi là mình cũng phải cắt dạ dày. Mặc dù là dạng bệnh nhân có thể nặng đó, nhưng mà giờ mình không có lựa chọn khác. Thì lúc đó bắt buộc cũng phải cắt dạ dày. Những kỹ thuật này thì mình cũng xem hình chơi thôi, nghe mình cũng không làm cái gì. Đó, mình sẽ tiếp theo bác sĩ ta làm cái gì. Đó, ta sẽ qua cái vùng an vệ.
để nhập qua cái chỗ an vị môn vị, qua cái chỗ môn vị luôn và xuống một phần của hành thất dạng. Và sau đó là mình sẽ tìm kiếm cái chỗ chảy máu và tiến hành là khâu và cột hành máu lại. Cái là các dây kinh số 10 nè, mình nghe tới các dây kinh số 10 ngoại thân, các dây kinh số 10 chậm lọc, hoặc là các dây kinh số 10 siêu chậm lọc, nghe ABC đó, qua được. Còn kỹ thuật tạo hình môn vị mình sẽ làm như thế này. Nếu như mà các dây kinh số 10 ngoại thân thì phải kèm theo tạo hình môn vị. Nghe thôi chứ còn không cần phải học nha. Thì cái này nó liên quan tới kỹ thuật này, không cần phải học. Mà nếu như mà mình học cái bài này đó, nếu mình học kỹ nha, học chính quy nha, thì bắt buộc phải biết cái chuyện này nha. Giống như mình đã nói tới cái phương pháp là cắt dây kinh số 10 kèm theo tạo hình môn vị. Mình phải hình dung được các dây kinh số 10 là sao, tạo hình môn vị là sao. Chúng ta là nếu mình đọc lướt qua cái rồi cuối cùng mình không có suy nghĩ gì hết, là mình cũng không biết đó là cái gì hết. Rồi, một số trường hợp thì mình có thể can thiệp mạch máu, mình can thiệp mạch máu. Nhưng mà bây giờ đa phần thì mình làm đối với thận đạt là chính thôi, ví dụ như gan, tách mình có làm, nhưng mà đối với những mạch máu tạng thì mình chưa làm. Có một số trường hợp thì ở bệnh viện đa khoa trung ương thì người ta có làm cầm máu từ chảy máu ở cục non cũng được một vài ca. Đa phần các trường hợp có là cầm máu từ mở gan, mở lách hoặc là u gan vặn là mình có can thiệp máu thay vì mình mổ. Thì giờ mình chờ nó mà tìm kiếm cái chỗ chảy máu rồi sau đó là mình tiến hành cầm máu. Rồi cái bài của mình đó cũng như vậy. Nhưng mà này thì nó có gì đặc biệt đây, nhất là về cái phần